Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là CCA Channel. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một kèo Aerobe đến từ dự án Dog Army Token. Trong kèo Aerobe này thì chúng ta sẽ nhận được cái đồng token Dog Army. Đây là một cái dự án Mimi Coin. Đấy, tuy nhiên thì nó dự án cũng khá chất lượng nên là mình muốn giới thiệu để các bạn đến kèo Aerobe này. Thì tổng cung của cái dự án thì nó có 1 tỷ token, 101.000 tỷ token. Đấy, tổng supply là 1.000 tỷ token này. Hiện tại thì con này đã có white paper và được audit đầy đủ. Đây là anh em tham gia thôi. Ok, thì để tham gia các bạn sẽ cần nhấn vào đường link mình để dưới phần mô tả của video. Sau đó nó sẽ mở ra cái trang Telegram. Thì trong kèo Aerobe này thì chúng ta sẽ nhận được là 5 triệu token DGAS tương đương với 2.5 đô. Đây là thời điểm nó định giá thôi nhé. Tiếp theo là mời bạn bè thì chúng ta sẽ nhận được thêm 200.000 DGAS trên một lượt mời. Và có cái phần thưởng top refer là mỗi suất sẽ nhận được là 12 triệu 500 token DGAS. Và winner sẽ ở trong kèo này sẽ có 5.000 random, 5.000 suất random và 50 suất dành cho top refer. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào nút start để chúng ta bắt đầu chat với bot. Hiện tại thì con này đã được ở đây cái trang web của nó này, rồi là contract này, thông tin của nó hiện tại đã có đầy đủ rồi nha anh em. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ tiến hành hoàn thành cho mình các cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ follow cái fanpage của dự án. Đây các bạn sẽ mở ra cho mình. Sau đó chúng ta nhấn vào cái phần follow. Đấy, tiếp theo là chúng ta sẽ quay lại và các bạn sẽ retweet ở đây, like và retweet. Ok, thì các bạn sẽ lướt xuống phía dưới, chúng ta sẽ thấy có cái bài đầu tiên nó đang được ghim ở đây. Bạn thả tim, sau đó nhấn vào phần quote tweet. Đấy, không yêu cầu tác thẻ bạn bè thì thôi nhé, các bạn không cần tác, chúng ta chỉ cần để lại một cái dòng tin nhắn cũng được. Rồi tiếp theo là chúng ta follow kênh partner và retweet kênh liên quan và retweet cái bài liên quan ở trên kênh partner. Thì đây các bạn sẽ follow cái kênh của CryptoTown. Sau đó chúng ta sẽ lướt xuống ở phần phía dưới, các bạn sẽ tìm có cái bài liên quan tới cái dự án ở đây. Chúng ta thả tim, sau đó các bạn nhấn vào phần quote tweet, chúng ta retweet cái bài này về cho mình. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ join vào kênh partner là kênh Aerobe Ninja. Tiếp theo là subscribe kênh YouTube partner. Rồi thì đây các bạn sẽ join vào cái kênh YouTube của Aerobe Ninja, chúng ta sẽ subscribe kênh. Cuối cùng là chúng ta sẽ join vào Telegram group của dự án. Ok, và sau đó chúng ta nhấn vào phần check. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhấn tiếp vào phần join Aerobe. Sau đó thì nó hiện lên phần này thì các bạn sẽ nhấn tiếp cho mình vào Submit Detail. Thì cái kèo này thì nó sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 11 và phân phối cho chúng ta vào ngày 27 tháng 11 năm 2021. Ok, ở đây các bạn nhấn vào Done cho mình nhé. Sau đó chúng ta sẽ khai báo cái link Twitter của chúng ta. Bằng cách thì các bạn sẽ vào lại cái trang Twitter cho mình. Chúng ta vào phần Profile. Sau đó các bạn sẽ copy cái đường link Twitter nhé. Link Twitter cá nhân của chúng ta, các bạn sao chép và chúng ta dán vào. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền địa chỉ ví BEP20. Với địa chỉ ví BEP20 thì các bạn có thể sử dụng ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask hoặc là Coin98. Đấy thì đây mình thì sử dụng ví Meta thôi. Ok, chúng ta sẽ sao chép copy địa chỉ ví Binance Smart Chain, các bạn dán vào, nhấn Enter. Ở đây nó hỏi là bạn đã join vào kênh của partner chưa, thì chúng ta nhấn vào phần Done này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ điền cái bài đường link retweet ở trên kênh partner. Thì các bạn sẽ vào cái phần tweet và retweet ở trên Telegram. Đấy thì chúng ta sẽ, nó sẽ hiển thị tất cả các bài mà chúng ta share về ở đây, chúng ta retweet về đây. Thì các bạn sẽ thấy cái bài đầu tiên chúng ta retweet ở trên cái kênh CryptoTown, thì các bạn sẽ click vào. Sau đó chúng ta sẽ copy cái đường link của bài viết này, sau đó dán vào ở phần này, nhấn Enter. Rồi thì đây tiếp theo chúng ta sẽ khai báo cái username YouTube. Thì các bạn có thể gõ cái tên kênh YouTube của các bạn ra, hoặc là chúng ta sẽ điền cái đường link kênh YouTube. Sau đó các bạn nhấn Enter. Đó, cuối cùng thì nó sẽ lên cái phần congratulation này. Đấy, và số dư của bạn đã được là 5 triệu DK. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào phần balance để các bạn có thể kiểm tra số dư cũng như là số bạn bè mà chúng ta mời được này. Và nó cũng sẽ cho các bạn một cái đường referral link. Thì bây giờ các bạn có thể copy cái đường link này, chúng ta chia sẻ cho bạn bè của chúng ta tham gia. Và tất cả các cái thông tin về ngày tham gia, ngày kết thúc, contract mình sẽ để dưới phần mô tả của video để các bạn tiện theo dõi.
Ok, và video hướng dẫn của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.